Ananas xóa tan định kiến chỉ có phái đẹp mới có thể mang giày tông dịu ngọt khi ra mắt Urbex Unsettling High Top Starlight Lavender, siêu phẩm thời trang dành cho cả nam và nữ. Tạo ấn tượng mạnh mẽ bởi dáng dày của cao siêu cá tính thuộc dòng Urbex của Ananas, đôi Unsettling pha giữa sắc tím và xanh pastel kích thích thị giác mạnh mẽ, cùng với chất liệu canvas bền đẹp, tôn cho đôi giày dáng vẻ trẻ trung, thời thượng. Về chi tiết, phần upper lấy màu xanh làm chủ đạo, làm nổi bật lên phần sỏ da dày màu tím. Miếng tác phi bóng có in hình logo trái dứa thân thuộc của Ananas được đính trên lưỡi gà. Phía trong giày là miếng lót giày êm ái. Mặt đế cao su lưu hóa đặc trưng của Ananas có màu trắng nhẹ nhàng để cân bằng với tông màu nổi bật trên phần upper. Phối màu lạ mắt của đôi Unsettling sẽ là một cú chốt hạ, tạo điểm nhấn khi bạn lên đồ. Thời trang là phi giới tính nên bạn là nam hay nữ cũng đừng lo ngại mà lên chân đôi giày này xuống phố nhé.